Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa đề ngữ pháp GPT N3, môn đai số 1, ngữ pháp trong câu. Câu đầu tiên: Ani to watashi wa ishi ga tsuyoi ten de yoku niteiru. Tôi và anh trai tôi ấy giống nhau ở cái điểm là có ý chí mạnh mẽ. Vậy thì cái điểm là gì đúng nhở? Thì chúng ta sẽ sử dụng no, no koto no, to you hay là o you. Đương nhiên là phải dùng to you. Cái điểm gọi là để minh họa cho cái tên này là cái gì thì phải dùng tối ưu, không dùng những còn lại. Câu 2. Gaido buku ni kinkaku ji gì đó ikikata ga kaete aru. Ở trong sách hướng dẫn ấy thì có viết cái gì nhỉ? Có viết cái cách mà đi đến chùa kinkaku ji. Vậy thì điền cái gì? Ni de eno và to. Đáp án đúng sẽ là số 3 đúng không? Đấy, cái cách mà đi đến đây. Bình thường thì chúng ta có là đi đến đây thì dùng trợ từ e. Thế nhưng mà nếu mà là dạng dạng, nếu mà chỉ là kinkaku ji e ikikata ấy, thì nó không đúng. Bởi vì toàn thể cái cụm này sẽ cần một danh từ. Đây. Thì chúng ta sẽ phải là cho thêm trợ từ no đằng sau nhá. Thì mới thành là cái cách đi đến cái chùa này. Đấy. Câu số 3. Tonari no machi này. Watashi no sundeiru machi wa suido dai ga takai. Thành phố bên cạnh, cái thành phố mà tôi đang sống ấy, thì cái tiền nước nó đắt. Toshite to kurabete ni made và ni oite. Thì ở đây là gì thế nhỉ? So sánh hai cái này với nhau, so sánh thành phố của tôi và thành phố bên cạnh, thì sẽ phải dùng ngữ pháp to kurabete, so với. So với thành phố bên cạnh ấy, thì thành phố của tôi thì cái tiền nước nó khá là đắt. Toshite với tư cách, ni made là đến, ni oite là ở, thay cho de sai. Câu 4. Kino ekimae no honya ni gì đó guzen gakusei jidai no yujin ni atta. Hôm qua ấy, tôi đi hiệu sách trước ga thì ngẫu nhiên tôi gặp bạn thời sinh viên của tôi, thời tôi đi học. Ikeba iku nara ikoto và itara. Thì ở đây đương nhiên chúng ta phải dùng là gì nhỉ? Số 4 đúng không? Cách dùng đặc biệt của tara. Sau khi đi đến đây thì gặp được cái sự việc, có sự việc này xảy ra nhé. Bà không có dụng pháp như vậy. Nara thì dùng để tiếp nhận cái thông tin từ đối phương. Không phải. Ikoto không đúng. Câu 5. Sekaku kaigai ni iroro na tokoro mitai. Đi với lại sekaku nó sẽ là no dakara hoặc là no ni. Đấy. Hoặc là no de. Ở đây các bạn thấy là đằng trước là nước ngoài, đằng sau là muốn xem nhiều nơi. Nào, số mấy nhỉ? Số 1 đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì đã cất công đến, đi đến tận nước ngoài, đi ra nước ngoài, cho nên là muốn tham quan, muốn chiêm ngưỡng nhiều nơi cho nó thỏa sức. Không phải là ta mẹ được. Bởi vì ta mẹ là quan hệ nhân quả, không thể đi kèm với lại về tài ở đây là thể ý chí. Tương tự lại không có xảy các cự đi kèm với lại ta mẹ nhị. Okage đào cũng vậy, cũng không đi về tài. Kita katakara là bởi vì đã muốn. Sai nhá, không đi với lại xảy các cự. Câu số 6. Saki Tanaka-san kara kaze hite suki ni ikenai te rendaku ga kitanda. Bà nãy thì có liên lạc từ anh Tanaka nói là bị cúm cho nên là không thể bị cảm, không thể nào mà đi trượt tuyết được. Tanaka-san, tanoshimi ni shite ita no ni zanen da ne. Tanaka ấy, bạn ấy là gì nhỉ? Bạn ấy rất là hào hứng, bạn ấy rất là trông đợi. Ấy vậy mà đáng tiếc nhỉ? Vậy thì điền cái gì ở đây? Phải là đáp án số 1 đúng không? Anani như thế. Hai người này là hai người ở xa người kia nhá. Cho nên là khi mà nói ấy, thì phải là bạn đấy, bạn ấy háo hức, bạn ấy trông đợi như thế kia mà lại không đi được. Thì thật là gì đáng tiếc. Yato hay là tsui ấy, nó sẽ đi với lại những kết quả. Đấy. Tsui là lỡ đúng không?
Xin lỗi, suy là lỡ, còn yato là cuối cùng thì. Không phải, donna phải đi với danh từ đằng sau, trong khi đây là tanoshimi ni shiteta là câu, là động từ, không đúng. Và thông thường donna nó sẽ là donna đằng sau có mô nhé, chứ không phải là như thế này. Câu số 7. Imoto wa saisho wa suie kyoshitsu ni ikitaku nai to nani nani ga imamade wa tomodachi mo dekite tanoshi so ni kayotte iru. Em gái tôi ấy thì ban đầu nó làm sao đấy này, đều là động từ ghét, nó ghét, nói là nó không muốn đi học bơi. Thế nhưng bây giờ ấy, bạn nó có bạn rồi và nó ngày nào nó cũng đi một cách rất là nó thường xuyên đi một cách rất là vui vẻ. Iyasoda có vẻ ghét, nhưng mà trước đây là quá khứ rồi thì không thể là để lại dạng như này đúng không? Dạng hiện tại là sai. Iyagateita nói về cái cảm xúc của người thứ ba, chính xác nhé, lại để chia dạng quá khứ, đúng là hai này. Trước đây thì nó ghét, nó nói là như vậy, nhưng bây giờ thì nó gì đấy, nó thích rồi. Iyanano da không phải ở hiện tại. Tamama là giữ nguyên trạng thái, không đúng. Câu số 8. Depato de ở cái quầy bách hóa. Kya cự khách nói là Sumimasen, toire wa doko desu ka? Xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Hay Achira no gì đó gozaimasu. Bình thường mình sẽ nói là khi mà người ta hỏi là ở đâu thì mình sẽ nói là N N ni arimasu đúng không? Ở cái chỗ N. Đấy. Ở cái chỗ N. Nhưng mà ở dạng lịch sự thì arimasu sẽ biến thành gozaimasu. Vậy thì trước nó vẫn phải có ni. Vậy thì các bạn sẽ loại trừ được ngay 1, 3 hay là 4 đúng không nhỉ? Đấy, không phải. Mà phải là 2. Kaidan no chikaku ni gozaimasu. Có nghĩa là nó ở gần cái cầu thang đằng kia kìa. Câu số 9. Trên cuộc điện thoại này A nói là hay em Saka Club des, câu lạc bộ bóng đá mở đây. Sochirano Saka Club ni hairitai no desu ga ichido sochirano no denshu wo gì đấy. E desu yo. B nói là tôi muốn tham gia vào câu lạc bộ bóng đá ở bên đó. Thế nhưng mà luyện tập này. Ở đây các bạn thấy có cái từ kinh gakự là cái từ kiến tập, tham quan. Thì người B ấy là một người mong muốn được tham quan đúng không? Thì phải dùng cái nào? Câu 1 là kinh gakự shite wa ikemasen là không được tham quan là sai. Kinh gakự shimasho yo là rủ rê đúng không? Cùng làm là sai. Kinh gakự sasete itadakemasen ka? Tôi có thể nhận cái việc cho tham quan được không? Chính xác, đúng là 3. Và đối tượng A là cái câu lạc bộ này người ta cho phép rồi này. Câu 4 là kinh gakự dewa do desu ka? Dewa do desu ka? Tương tự như là tara do desu ka? Dùng để khuyên nhủ đối phương. Sai. Tiếp theo câu số 10. Shukan ni tsuite ita. Shukan ni tsuite ita asa no jogging wo gì đấy? Ichi nen ga tatsu. Chạy bộ buổi sáng ấy mà nó đã thành thói quen của tôi thì một năm rồi. Shinai tokiwa là không. Khi mà không làm cái việc chạy bộ thành thói quen buổi sáng là sai nhá. Tương tự. Số 2 là gì đấy? Shinai aidawa, không phải tokiwa cũng không phải là aidawa. Aida ấy là trong cái quãng thời gian cái gì đó tiếp diễn thì có một cái sự vật, một cái sự việc khác cũng tiếp diễn tương tự trong khoảng thời gian dài. Sai. Số 3 là shinaku natte kara và số 4 là shinaku natta ato. Ở đây đằng sau là thời gian là một năm trôi qua đúng không? Với cái mức thời gian như này thì không thể dùng ato được mà phải dùng tekara. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 3. Đấy. Sau khi mà tôi không có đi chạy buổi sáng mà nó đã thành thói quen của tôi ấy thì cũng đã được một năm trôi qua rồi, tức là một năm người này bỏ cái việc chạy bộ rồi thì không dùng, đằng sau không dùng cái thời gian tiếp diễn này cho ato các bạn nhé, lưu ý. Câu số 11. Kaigi de
使う資料に間違いがあったが、今から時間が足りない。Đã có những cái lỗi trong cái tài liệu dùng cho cuộc họp. Thế nhưng mà từ bây giờ ấy, không đủ thời gian. Không đủ thời gian để làm gì đó, đúng không? Một là tsukuri nao sự ni wa, không có thời gian, không đủ thời gian để sửa lại, để làm lại, chính xác là một nhá. Ni wa đi với lại về rự sẽ thành để làm gì? Tamama là giữ nguyên trạng thái, không đúng. Tsukuri hajime nakute là không bắt đầu làm. Đây là làm rồi và bây giờ cần sửa lại chứ không phải là bắt đầu làm, mà dùng nakute là cũng không đúng. Tsukute inakute là gì nhỉ? Đang không làm cũng sai. Nếu mà để thể tê như này thì mối quan hệ nhân quả nó rất là vô nghĩa. Câu số 12. Yamashita Kazuo wa itsu shusho jitsuryoku wo motteiru? Yamashita Kazuo ấy có một cái thực lực. Itsu shusho, lúc nào đó thủ tướng này, nào một này, Shiteyokata, thật may là làm thủ tướng chưa được làm loại. Ninatemo shikata nakata, dù có thành như vậy cũng gì nhỉ, cũng không có cách nào khác. Đây một điều tốt, không phải là cái kiểu miễn cưỡng như này. Mà gì đây? Điều này chưa xảy ra cho nên là dùng dạng thể tà là sai. Tương tự số 3 cũng sai nhá. Sita cự nạt tà là muốn trở nên. Sai, ở đây phải là 4. Ninatemo okashiku nai. Chúng ta có từ okashi là buồn cười, kỳ quặc. Thì okashiku nai là cũng không có gì buồn cười, không có gì lạ. Thì câu này rất là hợp lý. Kazuo ấy là một người mang thực lực. Cái thực lực đấy là thực lực mà một ngày nào đấy dù có trở thành thủ tướng đi chăng nữa thì cũng không có gì kỳ quặc, không có gì lạ cả. Câu số 13. Hayashi nói chuyện với lại Takagi này. Kono terebi zuibun furui ne. À, cái tivi này ấy, nó cũng cũ rồi nhỉ. 15 năm mai ni katanda, tớ mua 15 năm trước. Eh? 15 năm mai, soro soro gì đấy. Mada mirareru kara hitsuyo nai yo. Sắp phải làm sao đấy nhá. Người này bảo là à vẫn xem được cho nên là chưa cần. Số 1 là kai kai nai kamoshire nai. Là gì đấy? Có lẽ là không mua mới. Không mua thay thế là sai đúng không? Số 2 là gì nhỉ? Có lẽ là đã thử. Đấy, đã thử mua mới. Sai. Cái người Hayashi này đưa ra một cái đề xuất đề án chứ không phải là có lẽ đã thử này được. Số 3. Kai ni cứ cặt tan giờ này chẳng phải là đã khó mua. Và số 4 là gì đây? Kai te mo in giờ này chẳng phải là gì đây nhỉ? Dù bây giờ mình có mua mới ấy, cũng được hay sao? Khuyên nhá, đúng đây sẽ là 4. Tiếp theo bài dù sao. Câu 14 này. Bioinde ở bệnh viện. Murayama nói là Sumimasen yoyaku o shita Murayama desu ga. Xin lỗi, tôi là Murayama đã đặt trước đây. Hay Yamamura-san desu ne. À, chắc là bị sai cái bị lộn cái thứ tự đấy. Murayama-san desu ne. Dewa sochira no gì đấy. Kudasai. Omachi okake isu ni ninate. Sochira no đằng sau no phải là gì? Phải là danh từ đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ cho đây là ba isu ni. Tiếp theo, ngồi xuống ghế sẽ là hai okake. Đằng sau là 4 ni nate và số 1 ở cuối cùng. Omachi kudasai có nghĩa là ấy. À, vậy thì hãy ngồi xuống cái ghế đằng đó và đợi đúng không? Dùng dạng tôn kính ngữ. Đáp án số 4. Câu số 15. Điều điều suru gì đấy này. Oishiku tsukureru. Watashi demo hamburger dake wa sore hodo tokui dewa nai no ga.
Nấu ăn này có thể làm ngon, ngay cả tôi chỉ cái món hamburger không có giỏi lắm. Nougat, vậy thì nougat đứng trước nougat phải là gì nhỉ? Phải là thể thường. Ở đây có hai thể thường, đấy là ba đeo và điều đấy. Thì ở đây ấy, chúng ta sẽ phải cho gì đấy? Chúng ta sẽ phải cho số 4 này đằng sau cái này, đúng không? 4 nougat. Cái việc nấu ăn ở đây có tục quy này là không tốt, không giỏi. Thì ở đây là nougat, cái việc gì đó không tốt, không giỏi phải đi chợ từ gạo. Như vậy chúng ta sẽ có 3. Sore hodo tokui dewa nai. Xong là 1. Watashi demo. Cuối cùng là 2. Bốn ba một hai, các bạn khoanh đáp án số 1. Câu này có nghĩa là gì đây? Câu này là nhé, ngay cả tôi, một người mà gì đây, một người mà cái việc nấu ăn ấy cũng không giỏi lắm đấy, thế nhưng mà chỉ riêng cái món hamburger là tôi có thể làm ngon được. Câu 16, Takagi nói chuyện với lại Yamamura. Yamamura-san wa itsumo poketo ni memo chō irete irun desu ka? Yamamura-san ấy thì luôn luôn là để cái quyển sổ ghi chú ở trong túi à? Hay omoitsuita gì đấy shite irun desu. Wasurete shimawanai yō ni kanarazu mochi aruku yō ni va idea o. Thứ nhất các bạn thấy có gì nhỉ? Omoitsuita đấy là nảy ra, đằng sau nó sẽ cần phải một ngữ pháp hoặc là một danh từ, thì ở đây thỏa mãn sẽ là số 4, ideal. Các bạn sẽ xếp 4 được ở đây. Ideal đúng không, là cái ý tưởng, đằng sau sẽ phải là động từ. Ở đây có thể thỏa mãn là động từ gì nhỉ? Động từ đi với trợ từ có động từ mochi này, mang này, shimau đấy, hay là quên, nhưng mà đây là ý tưởng thì chắc chắn phải là một là quên rồi. Và wasurete. Vậy thì còn số 2 với lại số 3 đúng không? Thì đằng sau wasurete sẽ phải là 2. Shimawanai yoni. Và 3 sẽ là kanarazu mochi aruku yoni. Cái câu này có nghĩa là gì đây? À, cái yoni ở đây mang nghĩa là để mà không bị quên mất, đúng không nhỉ? Để mà không bị quên mất những cái ý tưởng này ra ấy. Yoni ở đây nhá, không phải là để nữa mà là cố gắng. Thì tôi luôn luôn cố gắng là mang theo. Như vậy chúng ta sẽ xếp vị trí sao ở số 2. Shimawanai yoni. Câu số 17. Kino no yoru dare mo ki ga shita inai kikoeta nani ka oto ga heya kara. Nào, đêm qua này tôi nhận ra dare mo, chắc chắn là phải là đằng sau dare mo sẽ phải là gì đây? Phải là một inai. Không có ai. À, vậy câu này là hôm qua ấy tôi nghe thấy cái tiếng gì đó từ phòng không có ai đúng không? Vậy thì đằng sau một sẽ phải là 4. Heya kara. Đằng sau nữa là 3 đúng không nhỉ? Nani ka oto ga và 2. Kikoeta. Tôi nhận ra là hôm qua đêm qua ấy tôi nghe thấy cái tiếng gì đấy từ phòng không có ai cả. Đáp án số 3. Câu số 18. Gen dài shimin undo koe no naka ni daisho gì đấy kento sarete iru.
体育館を建設する2つのという案が、ở đây các bạn thấy có kento sarete là đang được chia ở thể bị động. Đấy. Thì nó phải là một cái gì đó được bàn bàn bạc đúng không nhỉ? Được xem xét thì phải là trợ từ gấp. Vậy thì chúng ta sẽ phải có số 4. Toyu ang ga. Cái đề án đấy, đề án đấy là đề án gì? Trước nó phải là thể thường. Vậy thì chúng ta sẽ phải có trước đấy là sẽ là hai đúng không? Kiến thiết sự xây dựng cái gì? Xây dựng cái số 1. Tai y cự càng. Và trước nữa là số 3. 3, 1, 2, 4. Các bạn khoanh nào số 2. Câu này có nghĩa là gì đấy? À, ở gì nhỉ? Ở trong công viên thể thao của thành phố hiện tại ấy, thì nội dung đề án là gì đây nhỉ? Nội dung đề án đấy là xây dựng hai cái tại cự cẳng, hai cái nhà tập thể dục, hai cái nhà thi đấu lớn nhỏ đang được bàn bạc, đang được trao đổi. Rồi chúng ta sang bài số 3 là bài ngữ pháp cho đoạn văn. Đây là một bài viết của một gì nhỉ? Của một học sinh người Ý. Đấy. Tên bài là Watashi ga suki na Nihon no Ryori, cái món Nhật mà tôi yêu thích. Tên bạn này là gì nhỉ? Romano Bianca đây này. Watashi ga suki na Nihongo no Ryori wa. Cái này chắc là thừa cái chữ go. Watashi ga suki na Nihon no Ryori wa natto spaghetti desu. Cái món Nhật mà tôi yêu thích ấy là món mì Ý kết hợp với lại natto. Watashi wa 2 nen mae ni hajimete natto mimashita. Tôi ấy thì 2 năm trước lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái món natto. Italia no daigaku de Nihongo o benkyou shiteita toki, sensei ga party ni natto. Khi mà tôi học tiếng Nhật ở trường đại học ở Ý ấy, thì sensei nhá, natto. Đấy, đến bữa tiệc này các bạn sẽ xem điền cái gì. Motte kite kudasatta no desu. Motte kite kudasatta so desu. Motte ikareta to omoimasu. Motte ikareta hazu desu. Ở đây các bạn thấy là dùng thể bị động đúng không? Đấy, bị mang đi. Dùng thể bị động là sai. Một hành vi tốt của sensei mang đến cho mình thì không thể dùng thể bị động được. Đuôi cũng không đúng, không phải là tôi nghĩ là. Tương tự với cái này cũng là sai và không phải là phán đoán. Còn một với lại hai thôi. Là te kudasaru là đúng đúng không nhỉ? Người ta cho sensei làm chủ ngữ thì sensei làm gì đấy cho mình sẽ dùng te kudasaru. Nhưng mà khác nhau ở cái đuôi. Đây là so desu, đây là no desu. So desu đi với lại thể thường này mang nghĩa là nghe nói. Sai nhá, rõ ràng là sự việc này là sự việc có thật thì không thể nào mà nghe từ nguồn thông tin trích dẫn lại được. Đúng đây sẽ phải là một. Đấy. Người ta đang kể ở phía trước, người ta bảo là 2 năm trước thì lần đầu tiên người ta nhìn thấy cái natto đấy. Và kể lại chi tiết là gì đây? Khi mà học tiếng Nhật ở đại học này ấy, thì giáo viên đã mang đến cái natto tại bữa tiệc, đúng không? Keredo, sono toki wa nioi ga tsuyoku te taberare masen deshita. Thế nhưng mà ấy, cái lúc đấy mùi nó quá là mạnh cho nên tôi không thể nào mà tôi ăn được. Câu 20 đứng đầu một từ đằng sau dấu phẩy thì khả năng cao đây là câu liên từ. Nihon ni kite tomodachi to restaurant ni itta toki. Tomodachi no natto spaghetti o skoshi tabe sasete moratte odorokimashita.
Khi mà đi đến nhà hàng cùng với bạn, khi mà đến Nhật đi đến nhà hàng cùng với bạn thì tôi đã gì nhờ, tôi đã được cho ăn thử cái món mì ý spaghetti đúng không, có kèm với lại natto, và tôi đã rất là ngạc nhiên. Thì đằng trước rõ ràng người ta đang bảo là gì đấy nhỉ, người ta đang bảo là tôi không ăn được, đằng sau lại bảo là tôi ăn và tôi thấy ngạc nhiên. Vậy thì đây phải là mối quan hệ tương phản. Sau nữa ghi là hotondo nioi ga naku totemo oishikatta kara desu, bởi vì là không có mùi, hầu như không có mùi và còn rất là ngon nữa. Vậy thì cái nào đây? Sono ue thêm nữa, tatoe ba ví dụ, tokoro ga tuy nhiên, chinami ni có nghĩa là, tức là đúng phải là số 3, tokoro ga thế nhưng, mối quan hệ tương phản. それから週に3、4回そのレストランに行って納豆スパゲッティを。Từ đấy về sau ấy thì một tuần tôi đi đến cái nhà hàng đó 3 4 lần và tôi ăn, tôi nhờ gì đấy cái món, đặt món natto spaghetti. Thanon da ho ga ii desu. Câu khuyên nhủ sai đúng không? Người ta kể lại thì không có khuyên nhủ ở đây. Số 2, thanomu yo ni narimashita, cái sự biến đổi về mặt thói quen. Chính xác. Trước đây người ta không có thích nhưng mà bây giờ người ta đã chuyển sang cái thói quen là thường xuyên đến nhà hàng để ăn đúng nhỉ? Thì sẽ dùng cái này nhé. Trở nên là thay đổi thói quen đến nhà hàng và đặt món. Tanomoto omotemasu là gì đây? Tôi đang định đặt là sai. Tanomara kerebanarana phải đặt cũng sai luôn. しばらくすると、他のスパゲティも気になり始めました。Và một thời gian sau ấy thì tôi cũng bắt đầu để ý tới gì đây nhỉ? Tôi cũng bắt đầu để ý tới cái spaghetti khác, những cái món spaghetti khác nữa. Nihon ni wa Italia ni nai aji no spaghetti ga arimasu. Ở Nhật ấy nó có những cái món spaghetti có vị mà không hề có ở Ý. Ume o katamono ya shoyu aji no mono desu. Chẳng hạn như là cái món mì mà sử dụng gì đây nhỉ? Sử dụng cái ume, cái quả mạ, quả mơ ấy, và những cái thứ mà có gì đây? Có cái vị của shoyu, của xì dầu. Watashi wa gì đó mo tabete mimashita. Tôi ấy đã ăn thử. Nào, đằng trước số 22 phải điền cái gì? Spaghetti, sono mise no spaghetti, natto spaghetti và soyu spaghetti. Thì đằng trước này các bạn đang thấy là người ta liệt kê rất là nhiều cái món này đúng không? Đấy, đây. Tôi cũng đã ăn những cái đấy thì phải dùng mấy? Soyu spaghetti nhá. Những cái spaghetti như vậy. Không thể lặp lại là chỉ là spaghetti không được. Cũng không phải là ở mỗi nhà hàng đó mà có thể còn những nhà hàng khác nữa. Natto spaghetti là cái đã được đề cập đến từ đầu tiên, không có sự lặp lại nên không thể dùng như vậy. Tiếp theo này. Demo yahari natto spaghetti ga ichiban oishikatta desu. Thế nhưng mà ấy, quả thực là cái mà ngon nhất là cái món mì ý natto, spaghetti. Saikin wa natto katte kite Jibun de tsukute tabete. Gần đây thì tôi mua natto về tôi tự làm. Kikoku shitara tomodachi ya kazoku ni natto spaghetti o gì đó. Khi mà về nước thì cái món mì ý natto cho gia đình và bạn bè. Số 23 phải điền cái gì? Tsukute moraemashita. Tsukurasete yarimashita. Chưa có về đúng không? Để dùng thể tà là sai mất rồi. Còn số 3 với lại số 4 này. Số 3 là gì đây? Tsukurasete kuremasu là ai đấy làm gì cho mình, đúng nhỉ? Sai. Đúng phải là số 4, sẽ làm cho người nhà và bạn bè nhé. Te ageru là mình làm cho người khác. Thể tai có nghĩa là mình muốn làm.
Khi mà về nước ấy thì tôi muốn làm món mì ý natto này cho gia đình và bạn bè tôi. Minakito bikkuri suru desho. Có lẽ là mọi người sẽ rất là ngạc nhiên. Điều chưa xảy ra thì phải dùng dạng hiện tại chứ không được dùng dạng gì nhỉ? Không được dùng dạng quá khứ. Như vậy là chúng ta đã chữa xong cái đề này. Đấy, các bạn lưu ý những cái chú ý khi mà làm bài. Thì cái bài này các bạn chỉ có 5 phút để làm thôi, không nên dành quá nhiều thời gian nhé, sẽ mất thời gian cho phần đọc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video bài học sắp tới.